Em xin chào toàn thể các bác, các cô, chú, anh chị và các bạn đến với shop Lan Rừng Hoàng Nhung tại Hải Dương ạ. Hôm nay là phiên buổi tối ngày 14 tháng 12 năm 2019, cũng là một buổi tối cuối tuần, hôm thứ Bảy. Em xin kính chúc cả nhà một buổi tối hạnh phúc, vui vẻ và đầm ấm bên gia đình thân yêu của mình ạ. Số điện thoại vẫn thường liên hệ của cơ sở em đó là 0393 99 8895. Số điện thoại thứ hai là 0966 121377 ạ. Các bác đến xem hàng thì tìm đến kho Lương Thực Gia Lộc hoặc ngã ba cây xăng Gia Lộc nhé. Nhà em ở ngoài mặt đường rất là dễ tìm các bác ạ. Và sau đây em xin điểm qua và báo giá các mặt hàng hôm nay nhà em có. Chiều hôm nay nhà em vừa về một lô bạch ngọc nữ công. Bạch ngọc nữ công, hàng này là hàng đắc nụ các bác nhé. Lâu lắm rồi nhà em mới về được một lô bạch ngọc nữ công luôn ạ. Hàng này thì các bác hỏi rất là nhiều đây. Bạch ngọc nữ công em bán là 350.000 đồng một cân. Hàng này một cân khá là nhiều đây. 350.000 đồng một cân nhé, hàng từng khóm. Từng khóm rất dễ ghép ạ. 350.000 đồng một cân, hàng đông nụ ấy, bạch ngọc đôi công. Em còn hai rè bạch ngọc đôi công, một giò rè khủng như rằng hàng nguyên bản đấy ạ. Cái rè này, đấy. Rè này là hai BN4 này, em ký hiệu là BN4, 2.050.000. Một giò rất là to, giò 6 cân đấy ạ. Giò này rất là to và nhiều nụ. Rất là nhiều nụ bên trong các bác nhé. Như hôm nay bác có thể quay video trưa nay ấy, em quay có khá là kỹ này. Giò thứ BN3 950.000. Giò này thì nặng 3 cân 6, tính ra hàng cân thì rất là rẻ, chỉ có 208-207 thôi ạ. Giò này thì lá hơi bị cháy nắng một xíu, nhưng mà dựng nụ rất là nhiều các bác nhé. Tiếp theo thì em có đai châu Thái. Đai châu Thái hôm nay cũng nhân dịp cuối tuần em xin giảm giá các mặt hàng đai châu hôm sau ạ. Đai châu Thái ạ, 550.000 đồng một cân nhé, hàng này hàng năng nụ này. Đây cũng vừa như vậy, hàng năng nụ các bác ạ. Hàng đai châu Thái 550.000 đồng một cân, ưu đãi cuối tuần hôm nay thôi nhé. Hàng năng nụ ơi. Tiếp theo là đai châu bóc rừng mít, đai châu mít, hàng ngắm mít nhất. Một cân như vậy em bán là 730.000, hôm nay để giá ưu đãi 730.000 đồng một cân này. Hàng lá mít cây rất là to. Cây rất là to nhé, bản lá khá là to này. Một cân khoảng từ 3 đến 5, 7 cây đều có. Bác ấy như nào thì báo em ạ. Ghép một trụ châu như này thì rất là thích đúng không? Cây này rất là to nhé. Còn đây là đai châu bóc trụ này, đai châu bóc trụ 600.000 đồng một cân, hôm nay em giảm giá 600.000 đồng một cân nhé. Hàng đều đang nụ, tất cả các dòng đai châu thì đều đang nụ nhé. Đây là đai châu bóc trụ này, 600.000 đồng một cân. Đây là hàng bóc trụ, lá rất là xanh, hiện hàng đang nụ. Còn đây là đai châu rừng ạ, đai châu rừng còn ít như vậy, bán giảm giá cho các bác về này. Giống này đấy, hàng rừng thì mình không thể tránh khỏi việc xuất sát này. Với cả mùa này ấy, rừng thì nó hơi khô so với hàng bóc trụ. Hàng đang nụ này, tuy nhiên cái giống này thì cực kỳ khỏe, giống này cực kỳ khỏe các bác ạ. Các bác có thể treo vài tháng nó cũng không vấn đề gì cả, mình cứ treo ngược lại, mình tưới nước hàng ngày trời dễ mình ghép không sao cả. Dòng đai châu rừng này hôm nay em để giá ưu đãi là 570.000 đồng một cân nhé. 570 một cân này, đai châu rừng màu hoa trắng tím. Tiếp theo thì nhà em vẫn còn các chậu đai châu Thái, đai châu Thái mít xếp lên nhé. Đấy, bản lá mít rất là to đấy. Chậu này là hàng Thái, màu hoa thì màu hoa sổ số giữa màu trắng và màu hồng cánh sen nhé, hai màu hot, hai màu vip của đai châu Thái đấy. Em còn T5 này, T5 1.300.000 đồng này, thì đàng vong vỏ nụ 1 triệu, một nụ 2, 3, 4, 5 nụ. T5 này, 5 vỏ nụ ấy. Các bác này về được một giò chơi Tết rất là đẹp ạ. T8 là một giò mít xếp khá là đẹp này. 1.300.000 đồng này. 1, 2, 3, 4, 5. Cũng 5 vỏ nụ luôn ạ. 5 vỏ nụ luôn nhé. Đây, em quay cho bác xem. Bản lá rất là to luôn. Rất là to ạ. T8 1.300.000 đồng này. T này chưa có mã, mai em đánh sau rồi. T6 1.300.000 đồng. T6 ạ.
Một nụ, hai, ba, bốn. Bốn nụ. Bốn nụ ạ. Ừ. Thế sáu. Còn vài mã thì cái này thì mai em đánh số sau nhé các bác nhé. Còn vài mã. Tiếp theo là trầm đồng đỏ. Trầm đồng đỏ. Trầm đồng đỏ mùa này thì mùa đang xuống lá. Đấy, các bác nhìn có vẻ hơi xấu đúng không? Các bác mới chơi thì vẻ hơi xấu. Sẽ nghĩ là bệnh. Nhưng mà dòng này dòng đang xuống lá nhé. Cái dòng này ra hoa Tết này. Ừ. Đang xuống lá và chuẩn bị sưng bắt nụ này. Hơi sưng sưng rồi. Ở cái cây này hơi sưng sưng rồi này. Ừ. Dòng này đang xuống lá. Em còn góc má ra sau. Trầm đồng đỏ thì nở hoa vào dịp Tết, hoa rất là thơm. Tết chúng ta mà có một giò trầm đồng đỏ trong nhà thì rất là sang, hoa thì cực kỳ thơm, hoa tím đậm nhé các bác nhé. D2 này, D2 gồm hai thân 470.000. Giá cả thì bây giờ thì vô cùng hợp lý rồi. Đấy. Hàng đang xuống lá. Các bác. D8, D8 gồm 4 thân. D8 4 thân. 900.000 đồng ạ. 900.000 đồng. Thân rất là to mập. Các bác xem. Rất mập ạ. D10, D10 là một chậu 4 thân 970.000, 970.000 D10 này. 4 thân khá là đều. Đều và mập mạp các bác ạ. Đấy. Hàng đang xuống lá. Đón chờ một mùa hoa Tết rất là đẹp đấy ạ. D9, D9 là gồm 3 thân 680.000 này. 680.000 D. Một thân này. Hai thân, ba thân. Rất là mập. Hàng đang xuống lá rồi. Đang xuống lá, bác sẽ hoa xong là sẽ lên mầm nhé. Tiếp theo là D. Cái này chưa có mã à. Tiếp theo là D1, 4 thân 850.000 này. 1, 4 thân 850.000. Cây này rất là to luôn. Đang xuống lá này. Một mùa hoa rất là đẹp. Hoa này hoa rất là thơm các bác nhé. Hoa trầm, thơm như trầm mà. Các bác lấy mã nào thì báo em ạ. Tiếp theo thì em vẫn còn các chậu cửa vào tiên này. Cửa vào tiên hoa thơm, hàng cây giống 85.000 đồng một cây. 85.000 đồng một cây. Các một trụ 5 cây rất là đẹp luôn ạ. Tam bảo sắc, à đây là cửa vào tiên. Cửa vào tiên 85.000 đồng một cây. Mua 3 cây là 250 ạ. Tiếp theo là các chậu cắt lây ra. Cắt lây ra thì nhà em vẫn còn hai màu hoa, đó là màu hoa tím và màu hoa hồng phốt. Hồng phốt thì để ngoài kia đấy. Màu hoa tím, một bụi cát như vậy khá là to này. Rất là nhiều thân nhé. Đây là hàng cắt đại các bác ạ. Cắt đại. Em bán là 180.000 đồng một cân. À một bầu. 180.000 đồng một bầu ạ. Hàng cắt. Cây rất là xanh mà bụi rất là to luôn. Đây ạ. Đây là mặt bông của cắt tím này. Đấy, cắt tím nhé. Còn đây là mặt bông của hồng phớt. Hồng phớt đây. Bụi cây ngoài kia. Em bán là 180.000 đồng một bụi ạ. Hàng cây tơ các bác nhé. Còn đây là dendro mắt cáo. Dendro mắt cáo 200.000 đồng một cây. 200.000 đồng một bầu như vậy. Hàng đang xuống lá bị ra bông. Các bác mầm gốc rất là nhiều luôn. Mầm gốc rất là nhiều. Vừa chơi bông xong thì sẽ lên kia ạ. 200.000 đồng một bầu ạ. Em còn các chậu địa lan Santo nhé, địa lan Santo như vậy này. Các bác là lấy mẫu đào phải báo em. Bán 100.000 đồng một ngầu. 100.000 đồng một ngầu. Sẽ có sự ưu đãi giảm giá các bác nhé. Bác là lấy nhiều ngầu sẽ giảm giá cho ạ. Tiếp theo là cửa, đây là hoa mộc lan. Hoa mộc lan tượng trưng cho sự hạnh phúc. Tượng trưng cho sự hạnh phúc ạ. Hoa mộc lan này hoa rất là đẹp rồi. Dòng này là hàng thân gỗ. Em bán là 120.000 đồng một cây. 120.000 đồng một cây. Đối với hàng cây ít cành, nhiều cành hơn thì sẽ là 160.000 ạ. Hàng này là hàng đang nụ. Hoa mộc lan này, em sẽ có bác xem mặt bông của hoa mộc lan nhé. Hoa mộc lan thì có rất là nhiều màu. Màu đỏ này, màu hồng tím này, rồi màu vàng, màu trắng đều có. Nhưng mà màu hoa này màu hoa thổ số các bác nhé. Màu hoa hiện tại em màu hoa thổ số. Nghĩa là mình được nhận màu nào thì chơi màu đấy. Tất cả đều là màu đẹp hết đấy ạ. Hàng này hàng đang nụ, hàng chơi Tết, hàng đang nụ này. Bác chơi xong mình có thể trồng ra vườn. Ở cây hàng cây bóng mát rất là đẹp nhé. Một năm nếu chăm tốt sẽ được hai mùa hoa. Hoa mộc lan ạ, tượng trưng cho sự hạnh phúc, đầm ấm gia đình này. Bạch ngọc đôi công em vừa mới cắt tỉa cho khách ạ.
Tiếp theo là các bảng đai châu cam. Bảng đai châu cam hàng đông hàng đang nụ như vậy. Một bảng như vậy em bán là 200.000 đồng một bảng. Bác là mua hai bảng là 180.000 này. Đấy, giảm giá ưu đãi cuối tuần nhé, giờ còn vài bảng. Mua hai bảng là 180.000, một bảng là 200.000 các bác nhé. Còn đây là đai châu tím hàng là xếp, hàng là đai châu lai với vanda. Mức cạnh như vậy em bán là 250.000 đồng một cây này. Bác là mua hai cây em để giá là 230.000 nhé. Hàng này tất cả đều là hàng đang nụ. Đai châu mùa này là em bán là hàng đang nụ các bác nhé. Rễ tươi lên đây. Nụ đây ạ. Bác phải kẽ lá ra rất là nhiều. Cao em quay khá là đấy. Còn đây là đai châu tím này. Đai châu đỏ. Đai châu mít màu hoa khổ số. Mỗi bầu như vậy em bán là 170.000 đồng một bầu này. 170.000 đồng một bầu. Một cây. Cây ship mới rất là đẹp, hàng đang nụ. Còn số lượng rất là ít ạ. Tiếp theo em xin điểm qua và báo giá mặt hàng phi điệp Thái nhà em hôm nay có nhé. Đầu tiên đó là phi điệp đỏ HO168. HO168 hàng này hàng đang xuống lá này. Hàng thân thồng mùa này đang xuống lá để chuẩn bị đơm bông các bác nhé. Đấy. Mỗi bầu như vậy em bán là 250.000 đồng một bầu này. Bầu thì gồm hai thân. Nếu là hàng là một thân thì sẽ là hàng thân dài hơn. Hàng thân dài hơn. Tí em sẽ cho các bác xem mặt bông của tất cả các loại nhé. Đây, đây là HO phi điệp đỏ HO168 này. 250.000 đồng một bầu. Tiếp theo là phi điệp DL166. DL166. Một chậu cũng hai thân luôn ạ. Hàng này là hàng Thái. Đang xuống lá này. Đây. Các bác về các bác thay cho em sang chậu to hơn nhé. Hàng này hàng này bầu cái giống nhưng mà cây khá là trưởng thành rồi. Cây dài này, một găng tay. Gần hai găng tay ạ. Tiếp theo là mít trầm hồng. Trầm hồng lá mít. Mỗi bầu như vậy em bán là bầu hai thân như vậy em bán là 330.000, đầu bầu một thân là 160.000 nhé. Bầu một thân thì ở trong nhà. Đây, bầu một thân thì ở trong nhà. Đây, cho bác xem. Lá mít rất là đẹp luôn ạ. Trầm hồng nhá, trầm hồng mít xếp này. Đây, để bầu hai thân này. Đây là bầu hai thân này. Tí em sẽ cho các bác xem mặt bông ạ. Tiếp theo là phi điệp đại hồng liên. Phi điệp đại hồng liên, hàng đã xuống lá hết rồi. Đấy. Hàng đã xuống lá, chuẩn bị các bác về thay chậu, lên kỳ và giao dụi ra bông nhá. Phi điệp đại hồng liên này, 250.000 đồng một chậu. Còn đây là năm cánh trắng họng hồng hàng ươm ki ạ. Năm cánh trắng họng hồng hàng ươm ki. Mỗi bầu như vậy, một thân như vậy em bán là 230.000 này. 230.000 một thân. Bầu một thân các bác nhé. Chiều dài là một găng tay, hai găng tay, cần ba găng tay ạ. Đây là năm cánh trắng họng hồng các bác ạ. Tí mình sẽ cho các bác bông xem mặt bông một thể. Tiếp theo là phi điệp sáu mắt, phi điệp sáu mắt. Mỗi bầu như vậy em bán là 250.000 đồng một bầu ấy. Bầu một thân thì sẽ dài hơn này. Bầu hai thân thì nó sẽ ngắn hơn và còi hơn một xíu. Bác gọi lấy chỗ nào thì báo em ạ. Phi điệp sáu mắt. Đây để cho các bác xem đệ mặt bông của phi điệp sáu mắt này. Mặt bông phi điệp sáu mắt nhé. Đây là hàng hoa mặt vườn đấy. Có đây là năm cánh trắng hậu hồng này. Năm cánh trắng hậu hồng. Bác không biết có nhìn rõ không? Năm cánh trắng hậu hồng ạ. Phi điệp đại hồng liên này. Phi điệp đại hồng liên đấy ạ. Mặt bông rất là tròn, đẹp luôn ạ. Còn đây là trầm hồng. Trầm hồng cánh bầu rất là tròn, tròn rất là xinh luôn. Hoa này ra thơm. Còn đây là phi điệp DL166 này. Phi điệp DL166. Còn đây là phi điệp đỏ đấy ạ. Phi điệp đỏ HO168. HO168. Tiếp theo nhà em vẫn còn các chậu thanh đại minh đô. Thanh đại minh đô em bán là 140.000 đồng một cây. Tối nay em giảm giá 140.000 đồng một cây. Đấy. Hàng đang lên các mầm gốc. Mùa này mùa đang lên các mầm gốc rất là nhiều. 140.000 đồng một cây nhé. Hoàng thanh đại minh đô hoa rất là thơm. Vòi hoa như vòi hoa suối ạ. Hoa rất thơm ạ. Tiếp theo là đen rô xuân. Đen rô xuân hàng đang nụ. Hàng đang nụ chưa Tết nhé. 130.000 đồng một bầu rồi. 130.000 đồng một bầu. Hàng đang nụ chưa Tết. Vừa lên kỳ vừa chưa Tết luôn. Bầu này đấy. Đang xuống mắt nụ đây. Đen rô xuân 130.000 đồng một bầu ạ. Tiếp theo là châu Như Lai năm cánh trắng. Là châu Như năm cánh trắng này. Đấy, hàng này hàng ươm kỳ. Một găng tay, hai găng tay, gần hai găng tay nhé các bác nhé.
Một chậu như vậy em bán là 250.000 đồng một chậu rồi. Năm Châu Như Lai 5 cánh trắng này. Tiếp theo là Di Linh Xuân Lai 5 cánh trắng cũng 250.000 đồng một chậu. 250.000 đồng một chậu. Còn đây giả hạt Châu Như. Giả hạt Châu Như dòng F1 nhé. Cũng 250 một chậu. Bác nào lấy 2 chậu trở lên em bán là 230.000 nhé. Đồng dạ. Mua 2 chậu trở lên bất kỳ. Mua cứ mua bất kỳ là 230.000 đồng một chậu ạ. Châu Như thì sẽ ngắn hơn mấy loại này nhé. Mấy loại Di Linh Xuân là lai 5 cánh trắng với cả Châu Như lai 5 cánh trắng ạ. Tiếp theo là các chậu đỗ quyên 90.000 đồng một cây. Hôm nay thanh lý hôm nay giảm giá 85.000 đồng một bầu rồi. Đấy, hàng đang nụ rồi. Đang nụ hoa rất là to luôn. Năm này. Tiếp theo em xin điểm qua và báo giá các mặt hàng rừng. Hôm nay em giảm giá nhé bác nhé. Trước mắt hôm nay là đây là long tu đá tím à. Long tu đá tím màu hoa tím họng vàng, hoa rất là thơm luôn ạ. Dòng này thì vào thời điểm ra Tết ấy, mua hàng này thì rất là cao mà không có hàng luôn đấy ạ. Hôm nay em bán là 170.000 đồng một cân nhé. 170.000 đồng một cân này, hàng đã xuống hết lá rồi. 170.000 đồng một cân, một cân khá là nhiều ấy. Thế các bác phải làm giống này. Tiếp theo là đen kim điệp thơm. Kim điệp thơm hay còn gọi là kim điệp nhựa. Hoa màu vàng cánh sáp, hoa rất là bền nhé. Hoa có thể bền đến một tháng, hơn tháng đấy ạ. 130.000 đồng một cân. 130.000 đồng một cân. Kim điệp thơm ạ. Còn đây là bạch nhạn. Bạch nhạn hàng thanh lý 80.000 đồng một cân, hàng đã xuống. Hàng nó hơi mất nước này. Mất nước vào cây nó hơi lỗi một xíu. 80.000 đồng này. Đồng giá với đấy. Không, đây là hoàng thảo môi tua. Hoàng thảo môi tua này 50.000 đồng một cân. 50.000 đồng một cân, thanh lý 50.000 đồng một cân này. Hoàng thảo vôi. Hoàng thảo vôi 180.000 đồng một cân, thanh lý 180.000 đồng một cân. Lụa vàng cũng 180.000 đồng một cân, hàng thanh lý 180.000 đồng một cân, hàng thanh lý ạ. Còn đây là đùi gà dẹt. Đùi gà dẹt thì hàng đang xưng các mắt nụ này. Hàng cứ đang xưng các mắt nụ này. Hàng này hàng làm giống các bác nhé. 130.000 đồng một cân. Tỷ lệ thân giả sẽ nhiều hơn, các bác phải làm giống rất là ok ạ. 130.000 đồng một cân này. Hoàng lạp. Hoàng lạp hàng thanh lý 50.000 đồng một cân. Thanh lý hàng ít lá, thanh lý luôn. Thưa các bác là nhà vườn phải làm giống ạ. Hàng này em có thể ship thường nhé. Cho đỡ tốn tiền cước này. 50.000 đồng một cân. Hoàng lạp ạ. Còn đây là sơn thủy tiên. Sơn thủy tiên cũng hàng làm giống 100.000 đồng một cân. Sơn thủy tiên hàng làm giống này. Hàng cũng ít lá. Còn đây là trúc Phật Bà. Trúc Phật Bà 400.000 đồng một cân. Hàng làm giống. Hàng làm giống các bác nhé. 400.000 đồng một cân này. Nhỏ cân rất là ok luôn ạ. Hàng rừng thì mình không thể tránh khỏi cái việc gãy. Thân dài thì sẽ gãy ngọn một xíu này. Tỷ lệ thân dài sẽ nhiều hơn. Tuy nhiên thì giờ 400.000 đồng một cân ạ. Ngoài ra thì nhà em vẫn cung cấp các sản phẩm thuốc này, các sản phẩm vật tư dành cho lan này. Đây là B1 Mỹ này, đây là dưỡng hoa lâu tàn này, rồi là B1 Thái, tất cả các hãng thuốc dành cho lan kích rễ, hay là B12 chống sốc này, hoặc là nấm chi cơ để ma, tất cả hãng thuốc kích rễ của Thái. Các bác đặt hàng có thể đặt kèm với thuốc. Còn đây là bộ ba sản phẩm của bên anh Nguyễn Quốc Tư này. Hộp nấm chi cô đế ma dạng hộp 1 cân 120.000 này, và hộp phân bón lá Pesodobanat dạng hộp 1 cân 130.000, và dịch chuối là 40.000 đồng một chai. Đây là sản phẩm chính hãng bên anh Nguyễn Quốc Tư nhé, bên em là đại lý. Đó là phân dê này, phân dê của bên anh Nguyễn Tư bao 5 cân này, rồi túi lưới vỏ thông, tất cả đây ạ. Đầy đủ các hàng vật tư dành cho lan ạ. Các bác đặt hàng thì liên hệ với em qua số điện thoại là 0393998895. Số điện thoại thứ hai là 0966121377 ạ. Thôi đây em xin kết thúc clip tại đây và nhận đơn hàng các bác. Chúc bác một buổi tối thứ bảy hạnh phúc và vui vẻ bên gia đình thân yêu của mình ạ. Em xin chào toàn thể các bác ạ.